với mình, tại sao lại cứ yêu em như vậy? Đã có lúc anh hỏi mình, sao em chẳng thể chạy đến ôm chặt anh? Vì em nói rằng em rất buồn, anh chỉ biết đuối an nhưng chẳng thể mang nụ cười. Em biết rằng anh rất đau. Người ơi, phải làm sao đây? Người ơi, bỏ rơi anh nơi này và giá như em sẽ ngược nhìn lại, anh vẫn đứng đây mà một bờ vai úi an khi em buồn. Hơn kể